Thiện cũng xin chào tất cả bà con đã quay trở lại kênh Thiện bơm nước mini Nhật Bản nha. Hôm nay Thiện cũng mới dọn lên được 3 con. Thì một chút nữa Thiện sẽ test 3 con máy này cho bà con tham khảo luôn. Đó, và những bà con đã ủng hộ bên cửa hàng của Thiện, hôm nay Thiện cũng đi đóng đi cho bà con. Nhưng mà tình trạng mà đóng hàng thì Thiện đã tách ra 2 đơn nha. Những bà con nào dời đó lưu ý là nếu mà không hiểu ráp lại thì cứ liên hệ tới số điện thoại của Zalo của Thiện á. Thiện sẽ tư vấn và để chỉ cách mà ráp lại nha. Chứ tình hình bây giờ là quá 20kg là vì theo bưu điện đồ nó không có bốc hàng được. Hàng thì rất nhiều nhưng mà bắt buộc Thiện phải tách đơn hàng ra để đóng đi lần lần cho bà con. Còn những bà con nào mà không hiểu mà để giờ ráp thì Thiện chắc không dám mà đóng. Đó, tình hình nếu mà Thiện cứ lục trên cái những cái đơn hàng, Thiện sẽ rã ra từng con. Đó, bô ra bình xăng rồi dời đó rồi bà con đóng lại giùm cho Thiện. Thì trước tiên thì cái trong cái kênh này thì Thiện cũng chỉ lên 3 con này để Thiện test video để cho bà con tham khảo. Còn những video chính mà lỡ lên mà những con máy nhiều á thì hẹn bà con 3 ngày sau nữa Thiện sẽ lên một lô thiệt là nhiều để cho bà con lựa chọn nha. Thì Thiện cũng cảm ơn tất cả bà con đã ủng hộ và mến Thiện lâu nay, đã ủng hộ cũng một số đơn hàng cũng rất nhiều. Đó, dù cả một tháng mấy đây hàng cũng chưa nhận nhưng mà bà con vẫn thông cảm cho cửa hàng của Thiện. Rồi thì những cái hình thức á bên cửa hàng của Thiện thì bà con cũng biết rõ rồi. Đó thì buôn bán á thì vẫn phải cọc tiền chân cho Thiện là Thiện sẽ đóng hàng cho bà con. Đó, nhưng mà thấy không, bà con đã chuyển cọc trước cho Thiện mà cả 2 tháng đó mà cũng chưa nhận máy, nhưng mà bà con cũng đã thông cảm. Vì vậy thì Thiện cũng cầu mong là tất cả bà con thì đã mến Thiện lâu nay rồi, còn những bà con nào chưa biết tới Thiện thì nhớ bấm chuông đăng ký và chia sẻ cho Thiện, để cho Thiện có sự tinh thần mà để phát triển kênh mình ngày một phát triển lên mạnh để phục vụ cho bà con nhiều hơn nha. Thì những cái đơn hàng này đã đóng xong, chiều đây bưu Thiện sẽ bốc hàng đi. Đó, còn một số đơn hàng nữa Thiện đóng không kịp, ngày mai Thiện sẽ đóng cho bà con. Thì hôm nay Thiện sẽ vô 3 cái con bơm nước hồng 60 nha bà con. Đó thì có anh thợ anh dọn vừa xong mà đẹp quá, thì Thiện thấy đẹp quá rồi mình giao lưu cho bà con trong 3 con này cho bà con tham khảo thôi nha. Hôm nay Thiện sẽ ghi giá hết cho bà con tham khảo luôn. Thì bây giờ Thiện vô cái con số 1 đầu tiên nè. Thì một chút nữa Thiện sẽ test máy. Bây giờ Thiện sẽ nói những thông số cho bà con. Đó, rồi một chút Thiện sẽ test từng con cho bà con tham khảo luôn. Đó, còn những cái nào mà bà con không hiểu, thắc mắc gì đó thì cứ kết bạn Zalo, Thiện sẽ tư vấn thêm nữa cho bà con nha. Đó, như cái con này nè. Con này là Kawasaki nha. Nó là ba ngựa nha bà con. Đó. Nó xài là xài IC rồi nha. Những dòng này là xài IC. Đó, họng ra họng vô nó nè, họng 60. Để Thiện coi cái lưu lượng coi. Đây, lưu lượng nước nó 600 lít nước trên 1 phút lận nè. Đó, thấy bà con thấy không? Trời, nó rất cao. Đó, những cái con này là bơm rất khủng. 600 lít nước trên 1 phút thì bà con cũng quá rõ rồi. Trời, lượng nước đâu mà nhiều dữ vậy? Đó, thì những cái dòng máy này á, dòng Kawasaki này nó đi nguyên bản nó giờ từ bên đó giờ luôn nè. Đó, nó đã xài qua những cục IC này rồi, mình đâu có sợ mất lửa đâu. Đó, từ tất con ốc nè. Đó, bà con dùm rõ nè, thấy không? Từ tất con ốc này nọ mà nó đẹp như vậy thì bà con cũng biết rồi. Đó, rất đẹp, bình xăng bình đồ là rất đẹp nha, bên trong là rất đẹp. Nhưng mà Thiện sẽ gắn xăng ngoài để mà test máy cho bà con nha. Còn bình xăng trong để tại vì Thiện mới xúc sợ nước nó vô là nó sẽ không nổ nha. Đó, thì những áp nó đây 26 mét nè, 50 nhân cho 50 là bao nhiêu, rồi ra 100 rồi. Ra coi 250 mét. Nó đẩy được 250 mét. Đó, máy móc đó, thấy không? Đẹp xuất sắc, bô này nọ cũng còn đẹp. Nhưng rinh nguyên bản đó luôn. Như con này nè, cực kỳ, nếu mà mình nó nhẹ nặng khoảng tầm 22 kg thôi nha bà con, 22-23 kg. Đó, nhưng mà bà con nào mà chốt thì Thiện phải rã cái bơm này ra nè. Rã cái mặt này ra rồi Thiện gắn bốn ốc này vô đây. Giờ mình gắn bơm vô rồi mình gắn bốn ốc thôi. Đó, với lại cái bình xăng. Đó, bình xăng thì bốn ốc này thôi. Thì mình gắn đưa vô rồi gắn thôi, nó rất đơn giản. Còn mà không hiểu nữa thì cứ báo cho Thiện biết nha. Thì cái con này thì Thiện cho nó là con số 1 đi. Đó, con số 1 thì cái con này Thiện có bán giá là 2,4 triệu cho bà con. À, 2,4 triệu mà bao ship, bao bảo hành cho bà con luôn. Đó, rồi, để Thiện sẽ test con này cho bà con luôn. Anh Sơn, test đi anh Sơn. À, giật máy nổ im ru nha cho bà con tham khảo luôn. Đó, máy nổ này cực kỳ ngon nè. Đó, thấy không? Đó, máy nổ ra.
chỗ rất im nha. Vô ga thử nha, nó cứng như vậy. À đây đây. Dãy được rồi nha, chứ tại vì chưa đổ nước vô bơm là sợ nó chảy cháy cái phốt này. Rồi Thiện sẽ test luôn ba con luôn, là Thiện nói thông số lại sau. Đó, test con thứ hai nè. Bật công tắc chưa? Rồi. Có xăng không mà nổ? Đó, còn chiếc xăng hả? À? Còn trong chiếc xăng hả? À? Đây, đây là con Rubin nha. Rubin E15 nè. Đó, máy nổ nè, cực kỳ ngon luôn. Nổ ít thôi nha bà con. Đây con tắc nè, để cho nó cháy cái phớt. Đây qua cái con hàng VIP nè, cái con Subaru nè. Đó, Subaru, Rubin Subaru nè. Giật nổ luôn cho bà con nghe luôn nè. Đó, máy nổ theo Subaru. Trời ơi, nó mới coi nè. Đó, một chút nữa thì em sẽ quay chi tiết cho bà con. Đó, đó, quá rồi, ngon, ngon, ngon. Rồi, tắt đi. Đó, thì Thiện nổ nhiều quá thì sợ nó cháy cái phớt. Đó, cho nên mình thử máy là máy đã nhậm nổ thì bà con giờ giật cái nhẹ đóng e, nhích tí ga là giật cái nổ thôi. Đó, như còn như cái con này là con Rubin E15 nè. Thì cái con này thì sẽ là con số 2 nha. Thì cái lưu lượng nước con này cũng đã 600 lít nước trên 1 phút. Đó, dòng bơm này nè, nó cũng đã 600 lít nước trên 1 phút. Tại cái tem bên ngực nó bị lâu ngày nó rớt ra mất rồi. Còn nó chỉ còn cái tem 3 ngựa rử nè. Đó, con này Rubin này 3 ngựa rử, E15 3 ngựa rử nha. Đó, thì con này nó cũng còn tương đối là 85%. Máy nổ thì cực kỳ ngon rồi, nhưng mà dàn hoài thì nó chỉ được 85% thôi nha. Đó, cũng còn đẹp xuất sắc đó. Đây là Thiện sẽ rửa lại một nước nữa là sẽ đóng hàng là ok luôn. Tại vì do mình mới dọn lên tay chân dính nhớt thế này nọ. Đó thì anh thợ anh sự dọn lên thì Thiện thấy nổ ngon quá thôi, Thiện chào hàng trước ba con cho bà con đó. Thì khoảng 3 ngày sau Thiện sẽ lên một clip vừa có bơm nước mini đó, và có bơm nước lớn và bơm thuốc mini cho bà con tham khảo nha. Đó là vô cái con số 3 nè. Con này là con Subaru EI15 nè, đời mới nè. Quá trời đẹp luôn, nó rinh nguyên bản nó luôn, ốc tán mà nó vàng khè. Đó, giờ nhà mình lấy con ốc mấy đây khỏi đi sắm vàng luôn, trời con nó vàng nè. Đó, lóc máy nè. Nó đẹp ơi là nó đẹp luôn. Đó, con này lưu lượng nước nó cũng là ở đừng coi. Lưu lượng nước nó là 550 lít nước trên 1 phút nha. Đó, con này thì 550 lít nước trên 1 phút à. Nó có hai cái đầu ren. Đó, nó có hai đầu ren sẵn luôn. Coi ốc tán nè, coi nè. Trời, nó vàng, ơi là nó vàng luôn. Con này nó quá đẹp. Đó, bà con dòm nè. Trời, trời, điện thoại của Thiện nó dở quá chứ. Coi là dòm ở ngoài mà nó đẹp. Bóng lỏng đúng khiên luôn nè. Đó. À, thì cái con số 3 này Thiện có bán giá là 2.800.000 cho bà con nha. Con Subaru đời mới này nha. Đó. Bình xăng bình đồ là rinh nguyên bản của nó hết. Đó, ốc tán đồ vàng khè luôn. À, lưu lượng thì cũng 550 lít nước, nó thua hai con kia 50 lít nước. Mà nó nhờ được có hai cái ren, ren 60 để sẵn rồi. Đó. Thì bà con nào mà xem mà thấy video mà nó bà con không rõ thì bà con cứ kết bạn Zalo cái số này của Thiện, rồi Thiện sẽ quay test máy lại một lần nữa cho bà con trước khi bà con đóng hàng đi cho bà con. Đó, thì bà con nào thích thì alo cho Thiện. Thiện chốt bập liền nha. Đó, rồi. Thì hôm nay Thiện cũng có một cái con bơm thuốc đây cũng mới dọn nổ. Đó, dọn nổ chiều hôm qua nhưng mà Thiện cũng chưa có kịp lên. Thiện cũng dọn, để sẵn đó, để rồi từ từ là Thiện sẽ đưa lên kênh. Như cái con này là con bơm thuốc đầu ok ti xứ nha, 2 ti nha. Đó, thì con này mới vừa dọn lên, ngày hôm qua Thiện đã test rất mạnh. Đầu nổ nó là Arimatsu. Đó, những con này là bơm ti xứ là bơm rất sướng nha. Đó, thì cái con ti sứ này Thiện có bán giá là 4.200.000 cho bà con, bao phí vận chuyển cho bà con nha. Đó, con này đã nổ mà bà con thích test thì ngày mai Thiện sẽ test cho bà con xem luôn. Đó, tại vì những dòng này thì Thiện mới vừa lô hàng mới là dời thôi. Đó, cũng ngày hôm qua Thiện cũng đã test thử rồi, thấy ok rồi cho nên Thiện mới dạng nói mà để lên kênh để phát biểu cho bà con. Ngày mai Thiện sẽ test cái con máy này cho bà con. Nếu trong đêm này bà con nào chốt con này cập cho Thiện, Thiện sẽ chốt cho bà con luôn. Và trong mùa dịch này, nếu con này bà con nào mà chốt nhanh tay thì Thiện sẽ giảm 200.000 còn 4.000.000. Đó, trong đêm thôi nha. Còn ngày mai là Thiện vẫn còn giá 4.200.000. Rồi, thì hôm nay Thiện sẽ ngoại giao 4 con máy này cho bà con tham khảo thôi. Thì những cái dòng máy này cũng còn nhiều lắm. Đó, những con này thì có số là đi
À, có số ngày mai thì sẽ đóng, còn có số là những con bự quá thì đóng hàng không được. Đó, như cái mấy dòng bơm nước đó, Kawasaki, Kubota đồ đây này, nhiều lắm. Nhưng mà thì đợi đó dọn sẵn để mà chuẩn bị thiện lên một cái kênh rất nhiều máy để cho bà con tham khảo. Đó, như những cái con Kawasaki này cũng ba ngựa máy nè. Đó, ba ngựa y như cái con hồi nãy thiện đăng nè, Kubota nè. Kubota ba ngựa 7, hồng ra, hồng vô, hồng 60 luôn. Kia cũng Kubota luôn, nó nhiều lắm. Đó, còn những cái con này, đây con Kubota nữa nè. Đó, đẹp, hồng ra, hồng vô cũng là hồng, con này hồng nhỏ, hồng 42 nè. Rất nhiều, đụng đầu áp này có người chốt rồi. À, áp mini này cũng có người chốt rồi nha bà con. À, Mitsu kia, Mitsu nè, Mitsu hồng, hồng 90 nè, nhiều lắm. Thì bà con nào mà muốn thăm, cần gấp thì cứ liên hệ tới Thiện, Thiện sẽ cho anh em kiểm tra kỹ cho bà con. Còn nếu bà con nào mà có thắc mắc gì thì muốn chờ kênh lên thì khoảng 3-4 ngày nữa Thiện sẽ lên một cái kênh khủng cho bà con nha. Rồi, Thiện cũng xin chào tất cả bà con.